Nhìn thấy mặt cô chưa? Nhìn mặt cô chưa? Rồi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là máy gặt Kubota DC35 đã qua sử dụng. Đi. Hiện tại thì nhà mình đang còn 3 con máy. Mình đang muốn thanh lý lại. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại là 0978020487. Hiện tại thì mình đang có máy gặt này. Đây là máy đời 2016. Đấy. Tất cả máy đều đã được bảo dưỡng. Mình phải vôi hết dầu lên như này để chống han rỉ. Đàn chân của mình vẫn còn nguyên nhá. Có thể liên hệ mua máy theo số điện thoại 0978020487.